Anh ơi, em hay bị đau nhức cái vùng cột sống này ấy, thì phải làm thế nào? À, thì anh có một cái dụng cụ này cho em gọi là lăn sừng lớn, lăn cột sống mọi người ạ. Cái này duy nhất chỉ có một cái dụng cụ này là có thể lăn trực tiếp lên cột sống mọi người nhá. Lăn trực tiếp lên cột sống được. Thì tại vì những cái gai này nó được mài nhọn rồi, cho nên mình lăn cột sống nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương vùng cột sống này. Thì bây giờ anh sẽ hướng dẫn em nhá. Ok, em quay lưng này. À, thì giải quyết cái vấn đề thoái hóa hay thoát vị đĩa đệm hoặc là các vấn đề liên quan đến gai vùng cột sống ấy, thì mọi người có thể dùng kết hợp với cả cái điếu ngải này, điếu ngải bách chi này và ống hơ này. Thì mình có thể dùng cái ống hơ này thì mình hơ cho điếu ngải và hơ không bị bỏng. Thì lúc đó mình kết hợp giữa ngải, ống hơ và cái lăn cột sống này để khắc phục cái vấn đề thoái hóa thoát vị đĩa đệm cổ. Rồi khi đó mình sẽ lăn trực tiếp này. Đó. Thì em thấy thế nào nào? Em thấy em cứ tưởng là sẽ đau ấy, nhưng thật ra thì không đau ạ. Đúng rồi, thì bình thường mọi người nhìn những cái dụng cụ là mọi người sợ đau, sợ có gai mà. Nhưng mà mình lăn rất là êm ái, dễ chịu. Mọi người nhớ là duy nhất dụng cụ này có thể lăn được trên cột sống như này. Đấy, mình lăn xong rồi đồng thời mình kết hợp với hơ ngải như này. Đấy, mình kết hợp hơ ngải thì nó sẽ tăng rất là nhanh cái hiệu quả mình tác động, và thoái hóa nó sẽ được khắc phục rất là dễ, rất là nhanh. Rồi tiếp theo mình không những chữa thoái hóa đốt sống cổ gáy mà mình có thể gì ạ, cả trên cái vùng lưng này nữa này, nhất là cái vùng L3, L4, L5 là cái vùng mà hay bị thoái hóa nhất. Đó, mình lăn như vậy rồi mình tiếp tục mình hơ ngải một lượt, sau đó mình lăn. Đấy, mình lặp lại như vậy khoảng gì, mỗi một chỗ như này khoảng 3-4 đợt, và tổng thời gian mình cũng chỉ mất khoảng 10-15 phút thôi mọi người ạ. Thì chỉ cần dành ra ít phút mỗi ngày, mình đã khắc phục được các vấn đề liên quan đến thoái hóa đốt sống cổ gáy rồi. Thì có người hỏi mình là bây giờ giống như em ấy, là chưa bị nghiêm trọng, thì bây giờ thì mình có làm hàng ngày được? Hoàn toàn mình có thể làm hàng ngày để gì ạ? Để mình phòng những cái vấn đề liên quan cổ vai gáy. Rồi mời em quay về phía trước. Đây, em cảm ơn. Thì như mọi người biết rồi, đối với dân phòng ấy, phải đến hơn 90% là có những người sẽ có vấn đề như Linh này, là hay bị đau nhức cột sống, thoái hóa đốt sống cổ. Thì mình chỉ cần hai dụng cụ này, mình lăn, mình hơ hàng ngày, nó rất là an toàn. Nếu các bạn ngại cứu, các bạn không muốn hơ, các bạn chỉ cần dùng như Linh, chỉ cần dùng đúng cái này, và em hoàn toàn có thể với ra sau lưng để có thể làm được. Đấy, đúng rồi. Đấy, hoặc là em có thể để trên bàn, em có thể để trên bàn để em hàng ngày em làm, chỉ cần mấy phút mỗi ngày thôi là đã được rồi. Để mua được cái lăn sừng lớn, lăn cột sống này, một dụng cụ duy nhất lăn được trên cột sống, các bạn hãy liên hệ tới website là dụngcudiencan.vn, số điện thoại là 0934 128 128, bên mình sẽ ship tận nơi cho các bạn. Xin chào.